Cả nhà đổi đời giàu to, nếu mùng 2 Tết thắp hương vào 3 giờ hoàng đạo này, 100 tỷ cầm tay, ăn Tết cực giàu. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Năm mới có thêm được sức khỏe, tài lộc, vạn sự như ý. Kính thưa quý vị, với người Việt thì thắp nhang là một cái phong tục đẹp đẽ được lưu truyền qua bao đời mà không có dấu hiệu nào bị mai một. Con cháu thắp hương để bày tỏ cái tấm lòng thành kính, nhớ thương về ông bà, về tổ tiên. Nén hương thơm cháy theo cái tàn lửa sẽ mang theo những cái lời nguyện ước trao gửi tới những người đã khuất. Bởi người xưa quan niệm rằng khói nhang thiêng liêng mạnh mẽ hơn bất kỳ cái thứ gì. Đó là cái lý do cái phong tục thờ cúng thắp nhang được giữ gìn từ ngàn đời nay, không bị mai một. Vậy thì tại sao phải thắp hương vào cái ngày mùng 1, ngày rằm, cũng như là gì, trong 3 ngày Tết? Đấy. Thưa quý vị, theo truyền thống thì cứ đến cái ngày rằm mùng 1, ngày lễ, ngày Tết ấy, thì người dân lại đi sắm sửa lễ vật để thắp hương chung cúng tổ tiên. Người ta tin rằng làm những cái việc đại sự vào hai ngày này thì cũng sẽ gặp xui xẻo, vì dường như nó có một vài cái điều cấm kỵ mang cái yếu tố tâm linh. Quý vị thân mến, thì cũng giống như trên trần gian, chúng ta vào ngày lễ Tết theo luật lao động thì chúng ta được nghỉ, và do đó rất đông trong số những người lao động ra thành phố sinh sôi nảy nở cũng cần phải thu xếp công việc để chuẩn bị về quê thăm gia đình, thăm ông bà, thăm cha mẹ, thăm những người họ hàng ruột thịt, bạn bè của mình. Bởi vậy, người cõi trần thắp hương cúng kính lễ đón mời các vong linh tổ tiên, thần linh tiền tổ về ăn uống và cầu mong các vong linh được yên ổn, vui tươi, nhẹ nhàng và sớm được siêu thoát, phù hộ độ trì cho con cháu trên cõi nhân gian được mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều cái điều may mắn trong cuộc sống. Tuy vậy, ngoại lệ đối với những cái vong linh vi phạm phải bị giam cầm ở nơi địa ngục thì không được phép về. Những vong linh phạm tội nhẹ hơn thì có thể về dưới sự giám sát của những hành sai ở nơi địa phủ. Nếu gia đình cung kính thì còn có đồ ăn, hương lạnh khói tàn thì mang cái bụng đói trở về nơi ngục tối. Một số vong linh bị giam cầm lại không được về nhà ăn Tết, một số khác thì đường xa xôi cách trở, muốn về thì cũng không có điều kiện mà đi được. Còn với những cái vong linh, những cái chúng sinh mà không có gia đình ấy, không có người thân ấy, thì cũng được phép thụ hưởng xin lộc từ việc bố thí, cúng dường ở những cái nơi đình đền miếu phủ chùa chiền, hoặc là những cái lễ cúng chúng sinh đó. Thưa quý vị, thì ngoài cái việc cúng gia tiên tại gia thì người ta còn sắm lễ ở cái nơi chùa chiền miếu mạo, tuy đơn giản để làm để lễ Phật, để hái lộc, để kính bái các vị thần thánh, cầu xin được cái sự che chở của cái đấng linh thiêng cho gia đình mình cả năm được bình an may mắn. Nhưng đây cũng chính là cái điều kiện để một số các vong linh tổ tiên về với gia đình, cùng đi theo để hành lễ, chứng giám cái công đức, chứng giám cái lòng thành của người thân, mà tùy theo đó mà độ duyên cho họ gặp được những cái điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Ngày nay thì ngoài cái việc các vong linh phạm tội vẫn được về thăm, luôn có sự giám sát của các hành sai, thì các vong linh cũng được miễn cái hình phạt trong cái ngày đó, tức là sẽ không bị đánh đập nữa, chứ không phải là các vong linh phạm tội là được tha. Thưa quý vị, đã là có tội thì ở nơi địa ngục thì vẫn mãi ở nơi đó và muôn kiếp khó được luân hồi. Vậy nên cái dịp Tết là cũng là cái dịp mà để cho các vong linh được trở về ăn Tết, đúng không? Trở về ăn Tết. Cũng như là cái gì? Cái rằm tháng 7 cũng vậy, cũng là một cái thời điểm để vong linh được về ăn Tết. Thì cái Tết âm thì chúng ta chính thức mời tổ tiên, mời những người thân thiết về để chứng giám và nghênh đón thái tuế, cũng như là nghênh đón những vị thần cai quản trong năm mới. Và cái ngày mùng 2 Tết cũng là một cái ngày đặc biệt quan trọng, đúng không? Trong cái dịp lễ Tết. Vì thế mà cái giờ tốt để thắp hương trong ngày mùng 2 Tết cũng cực kỳ quan trọng. Muốn cho công việc được hanh thông thuận lợi, góp thêm cái phần may mắn cho mình thì cái việc chọn giờ tốt để thắp hương là cái điều không thể thiếu. Quý vị thân mến, có một số ý kiến cho rằng hai ngày mùng 1, ngày rằm cũng như là cái ngày mùng 2 Tết là cái ngày của trời Phật, phải thắp hương, nhưng mà thực tế thì cũng đôi khi cũng không đúng như vậy. Việc chúng ta thắp hương vào cái ngày rằm, ngày mùng 1, ngày sắp, ngày vọng và những ngày lễ Tết là cái thói quen chứ không phải là cái điều gì cấm kỵ mang yếu tố tâm linh. Thực ra ấy, cái lý do rất đơn giản nằm ở lĩnh vực khoa học và thiên văn. Ngày sắp, ngày vọng, ngày mùng 1, ngày rằm ấy, thì cái vị trí tương đối giữa mặt trời và mặt trăng và trái đất
nó nằm trên một cái đường thẳng. Khi đó, nó sẽ tạo ra một cái năng lượng rất là đặc biệt, tác động trực tiếp vào con người, nên thường gây ra cái biến cố, những cái tai nạn trong thời gian này cũng nhiều hơn. Thưa quý vị, nắm rõ được cái tầm quan trọng của cái việc thắp hương thì sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày mùng 2 Tết, giúp quý vị có một cái năm mới bình an, may mắn, tài lộc dồi dào, cũng như là gì, có được cái sức khỏe, có được cái may mắn đến với cả gia đình. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Quý vị thân mến, như quý vị đã biết, cái ngày mùng 2 Tết thì nó sẽ là ngày Ất Tỵ, đúng không? Nó sẽ là ngày Ất Tỵ. Nó sẽ rơi vào ngày 11 tháng 2 dương lịch năm 2024. Cái ngày Ất Tỵ thì chúng ta có là Ất thuộc mộc, Tỵ thuộc hỏa, nó mộc hỏa tương sinh. Như vậy là gì? Như vậy là đây là ngày can sinh cho chi. Nó là ngày cát, là ngày bảo nhật. Nạp âm của ngày là phúc đăng hỏa, kỵ tuổi Kỷ Hợi và tuổi Tân Hợi. Ngày thuộc hành hỏa thì khắc hành kim, đặc biệt các tuổi Quý Dậu và cái tuổi Ất Mùi thuộc hành kim nhưng mà không sợ bị hỏa khắc. Ngày Tỵ thì lục hợp với thân, đoạn tam hợp với Dậu và Sửu để trở thành tam hợp kim cục. Tỵ thì xung với Hợi, hình thân, hại dần, phá thân, tuyệt tí. Trong ngày hôm nay, ngày Tỵ thì có trực là trực bình, đúng không ạ? Và có sao phòng là cái sao cát trong bộ nhị thập bát tú. Trong cái ngày mùng 2 Tết ấy, nó vẫn thuộc tiết khí lập xuân nhé, tiết khí lập xuân. Và cái cát thần trong ngày hôm nay ấy, ngày mùng 2 Tết, ngày Ất Tỵ thì nó có gì? Có các cát thần như là Bảo Quang, Thiên Phúc, Thiên Quý, có Thiên Đức, Hoàng Đạo, đúng không ạ? Có Thất Thánh, có Thần Tại, có Tướng Nhật, Vượng Nhật, Đại Minh, Địa Tài, Địa Tài Tinh. Đó. Các hung thần trong ngày mùng 2 Tết thì có thể Băng Tiêu Ngọa Hãm, Cửu Khổ Bát Cùng, Du Họa, Hoang Vu, Hồng Sa, Vãng Vong, đó, Kim Ngân, Mộc Sát, Mộc Mã Sát, Nguyệt Hình, Nguyệt Hại, có Nguyệt Hỏa, Nguyệt Hư, Sát Chủ, Thiên Cương, Thần Cách, Thổ Ngân, Trùng Nhật, Tứ Phương Hao, Tử Thần và Độc Hỏa. Đó là những cái cát tinh và những hung tinh trong cái ngày mùng 2 Tết. Và sau đây Tử Thông sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư đấy để tìm cho quý vị và các bạn về những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày mùng 2 Tết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị hãy mở trang 127 nhé. Trang 127 thì sẽ có hướng dẫn để cho quý vị chọn ra những cái giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương trong cái ngày mùng 2 Tết. Và để chọn ra cái giờ tốt thắp hương trong ngày mùng 2 Tết thì quý vị hãy mở trang 138 nhé. Trang 138 của quyển sách là ngày tốt toàn thư. Trang 138 để chúng ta gì? Tìm ra những cái khung giờ tốt thắp hương trong cái ngày mùng 2 Tết. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét giờ đầu tiên, đó là giờ Tí. Giờ Tí từ 23 giờ đến 1 giờ. Thì trong giờ Tí có các sao như là gì? Có Bạch Hổ, đó, có Thiên Binh, có Thiên Ất Quý Nhân, Thái Dương, Tham Lang. Đây là một khung giờ xấu mà không nên thắp hương và quý vị cần phải tránh. Tiếp theo giờ thứ hai chúng ta xét đó là giờ Sửu. Giờ Sửu là từ 1 đến 3 giờ sáng, đó là giờ Đinh Sửu. Thì trong giờ Đinh Sửu ấy có cái gì? Có Ngọc Đường, đấy. Có Phúc Tinh Quý Nhân, có Tứ Đại Cát Thời, có Tam Hợp, Thiên Xá, Hữu Bật. Đây là một giờ cực tốt nhưng mà chúng ta cũng không nên thắp hương vào cái lúc khoảng thời gian này. Tiếp đến là chúng ta xét về giờ thứ ba, đó là giờ Dần. Giờ Dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Thì 3 đến 5 giờ thì nó có Thiên Lao, Hắc Đạo. Nó có Ngũ Quỷ, La Hầu, Thời Hại, Thiên Cương, Lục Mậu, Tuần Chu Không Vong. Đó, có Kiếp Sát, có Lôi Binh, có Đế Vượng. Đây là một cái giờ xấu mà quý vị cần phải tránh. Tiếp đến là chúng ta xét giờ Mão. Giờ Mão thì nó có Huyền Vũ Hắc Đạo, có Ngũ Quỷ, có Cô Thần, có Tuần Chu Không Vong, có Thổ Tinh, Cửu Sú, có Quý Đăng Thiên Môn, có La Thiên Đại Tiến, Ngũ Quỷ, Nhật Lộc, Tham Lang. Thì đây cũng là một cái khung giờ mà quý vị cần phải xem xét nhé. Trong cái giờ Mão, ngày Ất Tỵ, giờ Mão thì nó có Nhật Lộc. Đấy, nó cũng sẽ rất là tốt. Vị trí là quý vị có thể thắp hương trong cái giờ Mão này nhé. Giờ Mão, đúng không ạ? Nó là giờ tốt đầu tiên. Một, đúng không ạ? Nó là giờ Mão từ lúc 5 giờ đến 7 giờ sáng. Đó là giờ tốt thắp hương đầu tiên. Tiếp theo chúng ta xét đến giờ Thìn. Giờ Thìn thì từ 7 giờ đến 9 giờ. Nó là giờ Canh Thìn. Giờ Canh Thìn thì có Tư Mệnh, đúng không ạ? Có Tứ Đại Cát Thời, có Ngũ Hợp, đấy. Có Hữu Bật, Minh Tinh, Kế Đô, Thiên Cẩu Hạ Thực, Địa Binh. Như vậy là gì? Trong cái giờ Thìn ấy, nó cũng là một khung giờ tốt nhé. Như vậy giờ tốt thứ hai chúng ta có thể thắp hương là từ 7 giờ đến 9 giờ. Nó cũng là một giờ hoàng đạo rất là tốt. Tiếp theo chúng ta xét giờ Tỵ. Nó là giờ Tân Tỵ. Giờ Tân Tỵ thì có Câu Trần Hắc Đạo, có Ngũ Bất Ngộ, có Thời Kiến Tả Phụ Mộc Tinh. Đây là một khung giờ xấu mà quý vị không nên thắp hương vào khung giờ này. Tiếp đến chúng ta xét giờ Ngọ.
Giờ Ngọ thì là từ lúc 11 giờ đến 13 giờ. Nó là giờ Nhâm Ngọ. Nó có các sao như là có Thanh Long, có Thái Âm, có Trường Sinh, có Triệt Lộ Công Vong, Cửu Số. Như vậy là giờ Ngọ nó cũng là một cái giờ hoàng đạo mà quý vị có thể tiến hành công việc thắp hương. Thứ ba là từ gì? Lúc 11 đến 13 giờ. Đó. Tiếp đến chúng ta xét giờ Mùi. Giờ Mùi thì nó có Minh Đường Hoàng Đạo, nó có Tứ Đại Các Thời, có Vũ Khúc, có Thủy Tinh, có Triệt Lộ Công Vong. Như vậy là gì? Giờ Mùi sẽ là giờ tốt thứ tư nhé. Từ 13 đến 15 giờ. 13 đến 15 giờ nó là giờ Mùi. Tiếp đến chúng ta xét giờ Thân. Giờ Thân thì nó có Thiên Hình, có Thời Hình, có Hỏa Khôi, có La Thiên Đại Thoái, có gì Hỏa Tinh, có Thiên Tặc, Thiên Ất Quý Nhân, Thiên Quan Quý Nhân, có Lục Hợp. Giờ Thân thì được tị thân lục hợp, nhưng mà nó cũng gặp rất nhiều cái hung tinh, vì nên quý vị cũng phải cân nhắc khi mà chọn ra giờ thắp hương. Tiếp đến chúng ta chọn giờ là 17 đến 19 giờ, nó là giờ Ất Dậu. Đó. Giờ Ất Dậu ấy thì chúng ta sẽ có những cái sao, các tinh sau. Chúng ta có Chu Tước, có Quả Tú, có Mộ Sát, đó, có Cửu Xú. Bên cạnh đó thì nó có Tam Hợp, có Thái Dương, có Tỷ Kiên. Vậy nên cái khung giờ từ 17 giờ đến 19 giờ thì chúng ta vẫn chọn được nhá. Đó. 17 đến 19 giờ, 5. Là từ 17 đến 19 giờ. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến khung giờ là giờ Tuất, đúng không ạ? Giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ. Giờ Tuất 19 đến 21 giờ thì có Kim Quỹ Hoàng Đạo, có Phúc Tinh, có Tứ Đại Cát Thời, có Hỷ Thần, có Đường Phù, có Kim Tinh, có Nhật Mộ và có Thiên Binh. Đấy. Thì cái giờ Tuất này cũng là một khung giờ tốt nhá. Nó cũng là giờ tốt thứ 6. Đó, giờ Tuất là từ 19 đến 21 giờ. Thì đây cũng được coi là một khung giờ tốt để thắp hương. Tiếp đến chúng ta xét giờ Hợi. Giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, nó là giờ Đinh Hợi. Thì giờ Đinh Hợi có các sao như là gì? Có Quý Đăng Thiên Môn, có Thiên Xá, có Quốc Ấn, có Dịch Mã, có La Hầu, có Thời Phá. Như vậy là gì? Trong cái ngày tỵ thì giờ Hợi chúng ta không dùng nhé. Đó. Đó là cái những cái giờ tốt để quý vị tiến hành công việc thắp hương. Như vậy là gì? Tử Thông đã vừa gì sử dụng cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra cho quý vị những giờ tốt để thắp hương trong cái ngày mùng 2 Tết. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách Ngày Tốt Toàn Thư, chọn ra cho mình những cái ngày giờ tốt lành để làm mọi việc cho được thuận lợi, hanh thông và may mắn. Đó. Như vậy là chúng ta sẽ có 6 cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày mùng 1 Tết, đúng không ạ? Bao gồm những giờ sau. Một là từ giờ Mão từ 5 đến 7 giờ. Thứ hai là giờ Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Thứ ba từ 11 đến 13 giờ, nó là giờ Ngọ. Thứ tư là giờ Mùi từ 13 đến 15 giờ. Thứ năm là giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Và thứ sáu là giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ. Đó là những cái giờ tốt để thắp hương trong cái ngày mùng 2 Tết. Thưa quý vị, cái việc thắp hương ngày Tết là một cái điều vô cùng quan trọng. Thì trong ngày Tết, các cụ ngày xưa vẫn có quan niệm là gì? Giữ lửa trong 3 ngày Tết để cho không bị tắt. Vậy nên là gì? Cái việc thắp hương ấy, nó là một cái điều vô cùng quan trọng và cần thiết khi mà Tết đến xuân về. Nó là một cái sợi dây tâm linh kết nối giữa cõi âm và cõi dương, giúp chúng ta có được một cuộc sống an lành, bình an và may mắn hơn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Nhân dịp năm mới, Tử Thông cũng xin chúc quý vị gặp một năm mới cát lành, may mắn, an khang, thịnh vượng, giàu sang phú quý. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.